Cục diện Kherson tác động tới chiến dịch quân sự Nga. Quân đội Ukraine tiến vào thành phố Kherson được coi là bước lùi lớn nhất của Nga sau hơn 8 tháng mở chiến dịch quân sự. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 11 tháng 11 thông báo đặc nhiệm Ukraine đã tiến vào Kherson mở đường cho các đơn vị khác tiếp quản thành phố. Ông ca ngợi đây là ngày lịch sử đối với Ukraine. Kherson là thủ phủ, tỉnh duy nhất của Ukraine mà lực lượng Nga giành được kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ngày 24 tháng 2. Dù Nga vẫn kiểm soát phần lớn tỉnh Kherson rộng lớn, nơi góp phần tạo ra hành lang trên bộ kéo dài từ biên giới phía Tây Nga tới bán đảo Crimea. Việc để mất thành phố Kherson được cho là đòn giáng mạnh đối với Moscow, đặc biệt sau tuyên bố Nga sẽ ở lại Kherson mãi mãi. Những người có quan điểm cứng rắn ở Nga, trong đó có một số nhà bình luận quân sự ủng hộ Điện Kremlin, đã gọi quyết định rút quân khỏi thành phố Kherson là sự phản bội và ngày đen đủi. Kherson cùng với Lugansk, Donetsk và Zaporozhye được ghi vào hiến pháp Nga là một phần lãnh thổ của nước này sau tuyên bố sáp nhập hồi tháng 9. Tôi nghĩ điều này sẽ khiến cho tình hình đất nước trở nên phức tạp, đó là mất mát nghiêm trọng, một doanh nhân lớn ở Nga chia sẻ. Đó là một đòn giáng mạnh đối với hình ảnh của Tổng thống Vladimir Putin. Cuộc rút quân khỏi thành phố Kherson là sự kiện lớn nhất trong hàng loạt bước lùi của quân đội Nga ở Ukraine sau chiến dịch phản công chớp nhoáng được Kiev phát động từ hồi tháng 9. Những tổn thất lãnh thổ ở Kharkov đã khiến cho ông Putin phải tuyên bố lệnh động viên một phần, gây ra xáo trộn lớn ở Nga. Theo giới phân tích, nhiều người dân Nga cho rằng những thất bại liên tiếp gần đây là do các quan chức quân sự không có đủ năng lực. Một số người trong giới tinh hoa Nga thì cho rằng nước này đang hứng chịu tổn thất trong một cuộc chiến không cần thiết. Tổng thống Putin không có mặt trong buổi đối thoại trên kênh truyền hình quốc gia Russia 24 hôm 9 tháng 11. Trong đó, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và chỉ huy quân đội Nga ở Ukraine Sergei Surovikin thông báo quyết định từ bỏ Kherson để cứu tính mạng các binh sĩ tại đây. Cựu cố vấn Điện Kremlin Sergei Maskov mô tả quyết định rút quân khỏi Kherson là thất bại địa chính trị lớn nhất của Nga kể từ khi Liên Xô tan rã. Đây là đòn giáng mạnh vào tâm trạng của người dân cũng như vào quân đội và tinh thần chiến đấu của họ. Đây còn là giáng vào sự tôn trọng đối với Tổng thống Putin và tinh thần lạc quan của nước Nga, Markov nói. Tuy nhiên, ông Putin dường như không có dấu hiệu thay đổi lộ trình. Ông vẫn kiên định với lập trường Kiev phải chấp nhận các phần lãnh thổ Nga đã sáp nhập. Nhà phân tích chính trị Andrei Kolesnikov của Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế cho rằng người dân Nga dường như bị thuyết phục với lời giải thích rằng quân đội cần rút khỏi Kherson để cứu mạng các binh sĩ. Ông thêm rằng nền tảng ủng hộ của ông Putin khá vững chắc. Tỷ lệ ủng hộ giảm từ 83% xuống 77% trong đợt huy động quân hồi tháng 9, nhưng đã tăng lên 79% vào tháng trước. Một quan chức Nga giấu tên cho rằng nếu quyết định rút khỏi Kherson là do ông Putin quyết định, có hy vọng rằng ông có thể sẵn sàng đàm phán. Tuy nhiên, quan chức này không cho rằng Tổng thống Putin sẽ chấp nhận các điều kiện của Ukraine để rút hoàn toàn lực lượng về nước hoặc thậm chí là rút khỏi chiến tuyến, bởi đó sẽ là đòn giáng chính trị rất nguy hiểm. Nhưng khi phải liên tiếp rút quân, huy động không hiệu quả và khó khăn kinh tế ngày càng gia tăng, Moscow ngày càng cho thấy họ sẵn sàng đàm phán với Kiev. Theo Robin Dixons và Catherine Beston, hai nhà phân tích của Washington Post. Một doanh nhân Nga khác cho rằng nước này đã quá mệt mỏi với cuộc chiến và ông Putin đã sẵn sàng cho một thỏa thuận khi nhận ra chiến thắng quân sự mang tính quyết định là không thể. Tuy nhiên, Tatiana Satoveya, người sáng lập công ty phân tích chính trị Politic ở Nga, có quan điểm khác khi cho rằng ông Putin vẫn tin rằng Ukraine sẽ đánh mất sự ủng hộ của phương Tây vào năm tới, buộc Kiev phải chấp nhận các điều khoản mà ông đưa ra. Stanoveya nói ông Putin chỉ muốn câu giờ cho đến khi ủng hộ của phương Tây với Ukraine phai nhạt. Bà thêm rằng lãnh đạo Nga không mong đợi Moscow giành chiến thắng nhờ các biện pháp quân sự, nhưng tin rằng Ukraine cuối cùng sẽ sụp đổ. Việc quân đội Ukraine giành được thành phố Kherson làm dấy lên nhiều suy đoán về việc họ có thể tiến thêm bao xa trước mùa đông sau khi đạt một số thành tựu trong chiến dịch phản công ở miền đông. Chuyên gia Markov tin rằng ông Putin sẽ cố giữ các vùng lãnh thổ đã sáp nhập khi quân đội Nga được củng cố bằng lực lượng dự bị trong những tháng tới. Nhưng không rõ liệu Nga có đủ vũ khí cần thiết để trang bị cho khoảng 300.000 quân được huy động theo lệnh động viên hay không. Nếu ông ấy nhận ra nền kinh tế Nga không thể cung cấp nguồn lực cho quân đội, ông ấy sẽ buộc phải ngồi vào bàn đàm phán hòa bình, Markov nói. Ông thêm rằng Tổng thống Putin có thể buộc phải chấp nhận rút khỏi các vị trí mà Nga kiểm soát trước ngày 24 tháng 2 ở Lugansk và Donetsk. Rút quân về ranh giới trước ngày 24 tháng 2 sẽ được coi là mất mát nghiêm trọng của Nga. Dù không phải là đầu hàng, đó là một tình huống rất khó khăn nhưng hoàn toàn có thể xảy ra, ông nói. Việt Nam kêu gọi Nga-Ukraine nối lại đối thoại.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao đổi lần lượt với người đồng cấp Ukraine và Nga bên lề các hội nghị ASEAN, kêu gọi hai bên đối thoại. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trong các ngày 11 và 12 tháng 11 gặp Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bên lề hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41 cùng các hội nghị liên quan tại Phnom Penh, Campuchia. Trao đổi về tình hình xung đột tại Ukraine, Bộ trưởng khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là các tranh chấp cần được phải giải quyết bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Bộ trưởng mong muốn các bên liên quan sớm chấm dứt xung đột, nối lại đối thoại. Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng tham gia vào những nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm viện trợ, cứu trợ nhân đạo cho người dân, cũng như đóng góp vào thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm biện pháp để sớm ổn định tình hình. Trao đổi với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 11 tháng 11, Bộ trưởng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác toàn diện với Ukraine, mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực. Trước đó, Ukraine đã trở thành thành viên thứ 50 của Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á, TAC. Tại cuộc gặp một ngày sau với Ngoại trưởng Lavrov, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga và quan tâm thúc đẩy hợp tác cùng có lợi. Ngoại trưởng Lavrov nói Nga luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực, đồng thời bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục là cầu nối để Nga mở rộng quan hệ với các nước ASEAN. Phát biểu trong cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao ASEAN ngày 10 tháng 11, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hoan nghênh các đối tác tham gia hợp tác khu vực trên tinh thần cởi mở, minh bạch, bao trùm và tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị ASEAN cần gửi thông điệp rõ ràng tới các đối tác về thúc đẩy hợp tác và đối thoại thiện chí thay vì đối đầu và chỉ trích tại các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Ukraine muốn quyền quyết định khi hòa đàm với Nga. Ukraine muốn quyền quyết định về thời gian và nội dung bất kỳ cuộc hòa đàm nào với Nga, theo thông tin từ cuộc họp giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tại Campuchia vào hôm thứ Bảy, 12 tháng 11. Ông Blinken cũng khẳng định về cam kết của Mỹ rằng sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine giảm thiểu tác động từ việc cơ sở hạ tầng quan trọng bị phá hủy trong cuộc chiến với Nga khi mùa đông đến gần, bao gồm cả việc tăng tốc viện trợ nhân đạo. Bộ trưởng Blinken nhắc lại thời gian và nội dung của bất kỳ khuôn khổ đàm phán nào vẫn là quyết định của Ukraine, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết. Tờ Washington Post tuần trước đưa tin rằng chính quyền Biden đang thúc giục các nhà lãnh đạo Ukraine sớm ra dấu hiệu cởi mở đàm phán với Nga, cũng như rút lại tuyên bố rằng sẽ chỉ hòa đàm khi ông Vladimir Putin không còn là Tổng thống Nga. Trong cuộc họp hôm thứ Bảy, hai ông Blinken và Kuleba đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc gia hạn một thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen trước khi hết hạn vào cuối tuần sau. Theo Liên Hợp Quốc, 10 triệu tấn ngũ cốc và các loại thực phẩm khác đã được xuất khẩu từ Ukraine theo sáng kiến Biển Đen được thống nhất vào tháng 7, giúp ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Cùng ngày, Nga cho biết vẫn chưa có thỏa thuận nào về việc gia hạn, song lặp lại sự khẳng định của nước này về việc không cản trở các hoạt động xuất khẩu thực phẩm và phân bón ra thị trường thế giới của chính mình cũng như từ Ukraine.